could be us. So back to what I was saying. Could be us. Vậy sao nam xứng danh đại gia trong làng giải trí Trung Quốc, vị trí thứ nhất khiến ai cũng bất ngờ. Danh tiếng trong làng giải trí giúp các sao nam này thành công trong các lĩnh vực khác và kiếm được khoản thù lao siêu khủng. Có thể bạn thừa biết rằng làng giải trí là nơi các ngôi sao kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ cần bạn đủ tầm ảnh hưởng và có giá trị thương mại thì tiền thù lao không thành vấn đề. Dù có nhiều ngôi sao mới nổi lên nhưng ít ai có được khoản thù lao cao như bảy sao nam này. Huỳnh Hiểu Minh, có thể bạn chưa biết, Huỳnh Hiểu Minh chính là sao nam có mức thù lao cao nhất làng giải trí trong cả lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Ông xã Angelababy nhận mức thù lao 700.000 đến 1 triệu USD tập phim, 2,5 đến 3,5 tỷ đồng. Trong khi đó, các bộ phim Trung Quốc thường có số tập khá dài từ 40 đến 50 tập. Vì vậy, sau mỗi bộ phim, Huỳnh giáo chủ có thể bỏ túi cả trăm tỷ. Không những đóng phim giỏi mà Huỳnh Hiểu Minh còn rất mắt tay kinh doanh. Anh từng nắm giữ 1,8 triệu cổ phiếu của tập đoàn Hoa Nghị Huynh Đệ. Anh cũng tự điều hành công ty riêng và đã bắt đầu thu về lợi nhuận khủng 394 triệu NDT, tương đương 1.500 tỷ đồng. Trần Dịch Tấn, tài năng âm nhạc Trần Dịch Tấn không chỉ hát hay mà còn nổi tiếng rất yêu vợ. Anh là danh ca nổi tiếng với những buổi hòa nhạc được bán cháy vé và có lượng đĩa tiêu thụ hàng đầu Hồng Kông. Kiếm được nhiều tiền, anh đều giao cho bà xã Từ Hào Anh quản lý. Sau khi cưới Trần Dịch Tấn, Từ Hào Anh từ một nữ diễn viên hạng B trở thành nữ hoàng. Trần Dịch Tấn yêu chiều vợ hết mực, anh làm được bao nhiêu tiền đều cho vợ tiêu xài thỏa thích, muốn gì mua đó, không hề tiếc tay đến mức dư luận Hồng Kông từng đặc biệt danh cho cô là nữ hoàng phá của. Quách Phú Thành, Quách Phú Thành là một trong tứ đại thiên vương của Hồng Kông. Dù nổi tiếng đã lâu nhưng độ nổi tiếng của anh chưa bao giờ giảm sút. Không chỉ đóng phim giỏi, ca hát hay, Quách Phú Thành còn có một dàn xe sang cho riêng mình. Riêng anh đã sở hữu hơn 20 chiếc xe thể thao, ngoài ra còn có những chiếc Ferrari phiên bản giới hạn. Thành Long, mặc dù những năm gần đây Thành Long ít xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng trước đó, ngôi sao võ thuật này đã đóng không biết bao nhiêu phim truyền hình và phim điện ảnh. Với khối tài sản ước tính khoảng 400 triệu USD do tạp chí Wall China Times công bố tháng 4, 2019. Thành Long hiện là một trong những ngôi sao giải trí giàu có nhất châu Á. Lâm Chí Dĩnh. Mặc dù bây giờ Lâm Chí Dĩnh ít xuất hiện trong làng giải trí nhưng độ hot của chàng đoàn dự chưa bao giờ giảm sút. Với vẻ ngoài trẻ mãi không già, anh rất được lòng các phán nữ. Thành công với lĩnh vực phim điện ảnh và phim truyền hình, Lâm Chí Dĩnh được biết đến với niềm đam mê với xe thể thao. Anh sở hữu dàn xe thể thao hàng khủng, trị giá hàng chục triệu USD. Lâm Chí Dĩnh là đại gia trong giới giải trí Hoa ngữ. Anh sở hữu khối gia sản kết xù ước tính 160 triệu USD, chưa tính dàn siêu xe và các bất động sản. Sao nam bước chân vào lĩnh vực kinh doanh từ năm 25 tuổi. Cổ Thiên Lạc. Cùng với sự nghiệp rực rỡ của mình, Cổ Thiên Lạc được coi là đại gia ngầm giàu có bậc nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Theo ước tính, tổng tài sản của Cổ Thiên Lạc hiện đã cán mốc hơn 200 triệu USD, xấp xỉ 4.700 tỷ đồng. Cổ Thiên Lạc có một dàn xe thể thao đắt đỏ như Blue Bird, Toyota Supra, Porsche 911, Ferrari. Giá trị bộ sưu tập siêu xe của nam diễn viên đã lên tới hàng trăm triệu NDT, hơn 350 tỷ đồng. Vào năm 2009, nam diễn viên đã chi 580 triệu SKD để mua một villa hoành tráng tại đảo Thủy Lan để sinh sống cùng bố mẹ. Được biết đây là một trong những villa sang trọng bậc nhất tại châu Á. Không chỉ sở hữu khối tài sản khổng lồ, Cổ Thiên Lạc còn được biết đến với trái tim nhân hậu. Anh đã xây được 85 trường học, hơn 20 phòng khám y tế và 50 bể dự trữ nước ở khắp Trung Quốc,